Hello, em xin chào tất cả các bác tài nhá. Em xin giới thiệu, em tên là Thành. Em làm việc tại trung tâm xe tải nhà máy ô tô TMT. Bên em là trung tâm xe tải trực tiếp tại nhà máy ô tô TMT luôn nhá. Và hôm nay thì em có xuất bán cho bác khách hàng chiếc xe ben Howo 6,5 tấn một cầu. Đây, chiếc xe này là em xuất bán cho bác khách hàng ở Hưng Yên và đang đi đăng ký đây các bác này. Đây, em đang ở Công an huyện Yên Mỹ để đăng ký xe cho bác cái đây. Em quay để giới thiệu cho các bác. Xe này thì là động cơ diu trai, dung tích xi lanh là 3.3 và thùng xe là 5,1 khối các bác nhá. Lốp xe là SRC, kích cỡ lốp là 825/20 các bác này. Lốp to cho nên là các bác đi vào các cái đường công trình sụt lún thoải mái các bác nhá. Còn đây là cầu xe các bác nhá, cầu rất là to. Cầu có tỷ số truyền 6.33. Cầu lớn rồi. Cho nên các bác chạy quá tải đường công trình sụt lún thoải mái luôn. Hệ thống nhíp sau thì gồm có là nhíp chính là 11 lá và nhíp phụ là 9 lá các bác nhá. Đấy, còn nhíp trước là 9 lá. Đây, bác khách hàng này là tại Yên Mỹ, Hưng Yên đây. Bác này đã sử dụng xe Howo 6,5 tấn này rồi. Và bác ấy bảo là xe chạy rất là ổn định và rất là ngon, cho nên này bác tiếp tục lấy chiếc xe nữa. Em quay để giới thiệu với các bác, đây là Howo nhá. Xe ngon không? Xe ngon. Vừa quay làm điều hòa giảm Howo 6,5 tấn. Các bác này. Đây, bác Tài đang đứng bên cạnh em. Em phỏng vấn bác Tài vài câu để bác nhận xét về chiếc xe này. Đây bác Tài đây. Chào em ơi. Chào em. Em cho anh hỏi là cái xe này em đã chạy chiếc xe này rồi đúng không? Vâng, em chạy đời này từ mấy năm trước rồi. Em chạy chiếc xe này thì em nhận xét về con xe này thế nào? Con xe này nói chung là chạy dòng 6,5 tấn Howo TMT này thì nó chắc xe với cả máy móc thì nó ổn định anh ạ. Thì là thùng bệ thì là nó dày dặn, cabin thì rộng rãi. Ok em. Nói chung là em chạy mấy năm rồi, nói chung là xe này ít hỏng hóc so với cả các cái dòng khác lắm. Đấy. Em chạy mấy năm có phải sửa chữa gì mấy đâu. Con kia thì là nó ấy rồi thì là em bán đi để nâng đời con này. Rồi, anh cảm ơn em. Đấy là một vài cái ý kiến nhận xét của bác Tài. Thì bác ấy có chạy chiếc xe này rồi và bây giờ bác ấy bán con xe cũ đi và bác ấy nâng đời lên con xe này. Bác ấy nhận xét là xe chạy rất là ok các bác nhé. Nên là các bác Tài nào mà có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0989131199. Em là Thành, làm việc trực tiếp tại trung tâm phân phối xe tải TMT thuộc nhà máy ô tô TMT luôn. Cho nên là tất cả các vấn đề về xe cộ cũng như là dịch vụ sau bán hàng luôn luôn là tốt nhất. Thứ hai nữa là em luôn luôn cam kết với các bác là xe các bác trong quá trình vận hành có sự cố gì alo cho em sẽ đến trực tiếp tận nơi để hỗ trợ xử lý cho các bác. Bình thường thì là các bác phải đánh xe lên trung tâm dịch vụ để xử lý. Nếu mà xe mà trường hợp mà chết ở ngang đường thì phải gọi xe cứu hộ, các bác phải tự bỏ tiền ra. Nhưng mà riêng đối với em thì em luôn luôn cam kết là các bác alo cho em sẽ cùng với kỹ thuật viên bên em xuất hiện trực tiếp tại nơi của các bác để hỗ trợ xử lý cho các bác. Các bác không phải đánh xe đi và cái phần đó nó giảm được chi phí rất là nhiều. Nên là các bác đừng bao giờ tham những lời mời chào rẻ ban đầu được 1-2 triệu để sau rồi các bác sẽ bị mất rất nhiều cái chi phí về sau trong quá trình vận hành xe. Và những cái lời mời chào rẻ 1-2 triệu ban đầu với các bác ấy chưa chắc đã phải là rẻ đâu. Bởi vì không bao giờ có chuyện mà rẻ hơn được trực tiếp tại nhà máy bọn em cả. Và đấy cũng là cái gọi là chiêu bán hàng của một số nơi và một số bạn thôi. Họ chào rẻ để các bác coi là thấy rẻ các bác vào cọc. Khi các bác vào cọc rồi thì bắt đầu là họ sẽ xoay bài, phát sinh thêm cái nọ, phát sinh thêm cái kia. Và cuối cùng tổng chi phí ra các bác còn bị cao hơn. Và rất nhiều bác khách hàng đã gặp phải tình huống như vậy. Và sau đó các bác ấy có gọi cho em, thậm chí là cầu cứu đến em để nhờ em can thiệp hỗ trợ xử lý. Các bác bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí là nhiều trăm triệu đồng, thậm chí là tiền tỷ để mua một chiếc xe. Thì em nghĩ rằng các bác cần phải tìm đến những cái cơ sở an toàn và làm việc với những người an toàn, có uy tín để đảm bảo cái sự an toàn cho mình. Các bác đừng tham những lời mời chào rẻ ban đầu, tưởng rằng là rẻ được 1-2 triệu nhưng mà rẻ đâu chưa thấy. Cuối cùng thì là các bác còn phải mất nhiều hơn và còn phải mang nỗi lo vào người, còn phải bực mình, còn phải đi cãi nhau. Rất nhiều khách hàng khi gặp em tư vấn cũng vì lười đi, muốn gần nhà rồi nghe những lời mời chào rẻ ban đầu, đến lúc vào cọc rồi và đầu bị xoay bài, rồi xe đâu chẳng thấy, tiền thì phát sinh thêm, rồi gọi điện cho em để cầu cứu. Các bác làm việc trực tiếp với em thì luôn luôn giá bao giờ cũng tốt nhất, phục vụ bao giờ cũng tốt nhất, và dịch vụ sau bán hàng của em cũng luôn luôn tốt nhất, phục vụ tận nơi cho các bác. Xe thì em giao tận nhà cho các bác, xe sau này các bác vận hành có sự cố ấy, alo cho em cũng đến tận nơi xử lý cho các bác. Các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0989 131199. Và em thì luôn luôn cam kết và thực hiện đúng những gì em đã cam kết với các bác. Ngay từ ban đầu em tư vấn cho các bác như thế nào thì sau này em thực hiện đúng như thế, thậm chí là còn hơn cho các bác. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã xem video của em. Em kính chúc các bác sức khỏe và công việc kinh doanh luôn thuận lợi. Các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của em để theo dõi em giới thiệu về các dòng xe tải khác tiếp theo trên kênh YouTube của em.